Rồi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của em Phương Cún nhé. Em nghĩ là rất là nhiều người đã nuôi chó Poodle nâu đỏ. Poodle nâu đỏ thì nó là một cái dòng chó được màu chó được rất là nhiều người ưa chuộng, bởi vì là cái màu lông nó rất là sạch, dễ nuôi. Mọi người không phải quan tâm đến cái vấn đề là chó bị ố lông hay vàng lông, cho nó chạy chơi thoải mái cũng không sao. Mà như những bạn nâu đỏ nhìn rất đẹp như bạn này, siêu đỏ luôn đó. Nhưng mà nâu đỏ ấy nó thường là có một cái vấn đề, đó chính là các bé Poodle nâu đỏ nó có thể bị bạc lông. Vậy thì những cái lý do nào mà làm cho bé Poodle nhà mình dễ bị bạc lông hơn, thì hôm nay em sẽ làm một cái video chia sẻ mọi người về 5 cái nguyên nhân làm cho các bé Poodle màu nâu đỏ dễ bị bạc lông nhé. Thì cái nguyên nhân đầu tiên ở đây em muốn nói đến đó chính là các bé Poodle bị bạc lông là do thiếu chất dinh dưỡng. Đấy thì trong quá trình mình nuôi các bé cún ấy, thì các bé thường là bạn ấy nhỏ như này thôi, đây là cái lượng ăn của bạn ấy rất là ít. Một ngày thì mình cũng không nên cho bạn ấy ăn quá nhiều, nhưng mà với cái lượng ăn như thế ấy, mọi người cần phải làm sao cho bạn ấy ăn được cái nó đầy đủ các chất dinh dưỡng, nó sẽ phải cân bằng với nhau. Ví dụ là vừa phải có chất xơ, vừa có chất đạm, vừa có tinh bột. Thì chất xơ thì ở rau rồi, đạm thì có thể là thịt nạc, thịt gà, thịt lợn đều được, và tinh bột thì là cơm. Cũng không cần thiết phải cầu kỳ là trứng vịt lộn hay thịt bò đâu, nhưng mà nó cần phải cân bằng giữa các cái nhóm chất dinh dưỡng đấy, thì bạn ý sẽ tốt hơn cho cái hệ tiêu hóa của bạn ý và tốt hơn cho sức khỏe của bạn ý. Ngoài ra thì mọi người có thể bổ sung thêm những cái chất ví dụ như là vitamin, khoáng chất này, bởi vì là những cái chất vitamin, khoáng chất đấy thì mọi người thường là sẽ không thể cung cấp đủ trong đồ ăn hàng ngày được. Nên là nếu mọi người bổ sung thêm những cái vitamin, khoáng chất đấy, nó có nhiều loại lắm, ví dụ là dạng bột hoặc dạng viên hoặc dạng nước đều có, của cún cưng nó cũng như là con người ấy. Nên là mọi người có thể mua, thể bổ sung thêm cho các bạn ý, để đặc biệt là kẽm nhá. Kẽm thì rất là tốt cho lông. Đấy, nếu mọi người bổ sung thêm kẽm thì bạn ấy sẽ có bộ lông rất là mượt mà, và lông rất là dày và đẹp luôn. Đấy. Thì mọi người cần phải chú ý đến cái chế độ dinh dưỡng cho các bạn ý, để các bạn ấy không bị thiếu một chất gì, nhưng nó phải cân bằng giữa các nhóm chất dinh dưỡng thì bạn ấy mới có thể khỏe mạnh và có bộ lông đẹp nhất được. Cái lý do thứ hai khiến cho các bé Poodle bị bạc lông đó chính là các bé đang bị mắc cái vấn đề về da, về lông, ví dụ như là nấm da hoặc là ve ghẻ chế đận. Những cái bệnh như là ve ghẻ chế đận ấy, thì khi mà bọn nó cắn da các bạn ý sẽ gây khó chịu cho các bạn ý, và nó có thể gây nên các vấn đề ví dụ như là bị rụng lông. Và nếu như là bị nấm ấy, thì chắc chắn là sẽ bị rụng lông, và lông mới mọc lên ấy, thì da nó sẽ không đủ cái chất dinh dưỡng để cung cấp cho lông, vì thế là sẽ làm không chỉ bị rụng lông mà sẽ làm các bé Poodle nâu đỏ này bị bạc lông nhá. Bạc lông thì nhìn nó sẽ không được đẹp như ban đầu, ví dụ như bạn này sẽ rất là đỏ này, nhưng bị bạc lông ấy thì lông các bạn ấy sẽ bạc hẳn đi, nó không còn đỏ đậm được như thế này nữa. Đấy thì mọi người cần phải để ý một chút, đừng để cho các bé bị mắc các bệnh về da nhé. Cái lý do thứ ba mà em muốn chia sẻ với mọi người đó chính là các bé bị bạc lông là do đang ở trong cái thời kỳ tăng trưởng. Ví dụ như là từ cái thời kỳ chó con lên chó trưởng thành ấy, thì lúc này cơ thể các bạn ý sẽ cần rất là nhiều các chất dinh dưỡng để cơ thể phát triển. Nên là có thể là cơ thể nó sẽ ưu tiên dành cho những cái bộ phận khác, ví dụ như là xương, răng hoặc là cơ, mà nó sẽ lông nó sẽ là ưu tiên cuối cùng trong cái thời kỳ tăng trưởng này. Thế nên là đang trong thời kỳ tăng trưởng mà bé bị bạc lông một chút, sau đấy bé thay lông đi mà lông vẫn đỏ như bình thường ấy, thì mọi người không cần phải lo lắng quá nhé, bởi vì là đang trong thời kỳ tăng trưởng thôi. Lúc này thì mọi người chỉ cần bổ sung thêm đồ ăn cho các bạn ý, hoặc là thêm các dưỡng chất, đặc biệt là kẽm, để cho bộ lông của bạn ý có thể mọc lên tốt hơn và hỗ trợ cơ thể, tăng cường các chất dinh dưỡng hỗ trợ cơ thể phát triển nhé. Đấy. Thì lý do thứ tư mà em muốn chia sẻ với mọi người khiến cho các bé Poodle bị bạc lông đó chính là do môi trường nuôi dưỡng. Ví dụ như là những bé Poodle mà thường xuyên chạy chơi ngoài nắng này, ngoài những cái chỗ bị bụi bặm bẩn thỉu, thì có thể nó làm lông các bạn ý sẽ thay đổi màu sắc, bởi vì là trong nắng nó sẽ có các tia UV đến da mình còn bị đen đi nữa là lông các bạn Poodle, đúng không mọi người? Đấy, thế nên là nó sẽ không tốt cho lông của các bạn ý. Ví dụ như là mọi người mà cho bé chạy chơi ngoài nắng để tắm nắng ấy, thì chỉ nên chạy, ví dụ mùa hè như thế này, chỉ nên chạy vào sáng sớm và chiều mát, làm các bé không bị nắng nóng do sốc nhiệt do nắng nóng, và cũng tốt hơn cho lông và da cũng như là sức khỏe các bạn cún nhé. Đó. Thì mọi người nên chú ý một chút và đừng cho bé chạy chơi quá nhiều ngoài cái môi trường nắng nóng hoặc là bụi bẩn quá nhiều nhé. Đang ngủ, đây là khuôn mặt buồn ngủ. Đấy. Đấy là 4 cái lý do chính làm cho bé Poodle nhà mình, 5 cái lý do chính làm cho bé Poodle nhà mình bị bạc lông. Thì ở cái video sau em sẽ chia sẻ với mọi người về cái cách khắc phục khi mà bé Poodle bị bạc lông nhé. À, có một cái lý do khá đặc biệt nữa mà em quên mất không nhắc, đó chính là mình cho bé cún Poodle nhà mình ăn quá là nhiều cơm. Ví dụ như những cái màu khác ấy thì mọi người để cho bé ăn cơm thì không sao, không sợ bạc lông. Ví dụ trắng thì chẳng bạc cái đầu nữa rồi. Nhưng với nâu đỏ này thì mọi người nên chú ý một chút. Ví dụ là cho bé ăn cơm, mình vẫn phải cho ăn cơm, nhưng mà sẽ cho ăn một lượng cơm vừa phải thôi, đừng cho ăn quá nhiều cơm. Ví dụ nhiều người cứ thích là nuôi bé thật là béo ú lên, mà ăn mà muốn béo chỉ có ăn cơm nhiều thôi thì sẽ béo, rất là béo. Nhưng mà ăn nhiều cơm quá thì sẽ làm các bé bút đổ bạc lông. Em cũng chưa tìm hiểu được lý do vì sao bé ăn cơm nhiều thì sẽ bị bạc lông, nhưng mà đấy là kinh nghiệm của em, cũng là rất là nhiều người đã nuôi cùng bút đồ rồi, thì rút ra được cái kinh nghiệm như thế để chia sẻ với mọi người. Thì mọi người có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc hay là có kinh nghiệm gì muốn chia sẻ thì hãy comment xuống bên dưới để em cũng như là nhiều anh chị khác đang nuôi các bé cún cưng có thể cùng học hỏi nhé. Và mọi người để ủng hộ em cũng như là ủng hộ các bạn cún ấy thì mọi người hãy bấm like video, bấm theo dõi kênh để nhận những cái video mới nhất từ kênh YouTube của em nhé. Rồi, xin chào mọi người.